Ngay sau khi chào đời, bản năng tự nhiên của bé là tìm vú và bắt đầu bú mẹ. Đặt bé sơ sinh tiếp xúc da kề da trên ngực mẹ trong vòng 1 giờ đầu sau sinh sẽ mang lại lợi ích cho cả mẹ và bé. Tiếp xúc da kề da giúp ổn định thân nhiệt, nhịp thở, đường huyết, đồng thời kích thích sự phát triển não bộ của bé. Tiếp xúc da kề da giúp tăng cường sự gắn kết tình cảm giữa mẹ và con. Khi bắt đầu bú, bé nhận được những giọt sữa đầu tiên, còn gọi là sữa non, rất giàu dinh dưỡng và kháng thể. Sữa non giúp bé ngừa dị ứng và nhiễm trùng. Sữa non giúp đào thải phân su và giảm vàng da. Việc cho bé bú mẹ trong 1 giờ đầu sau sinh rất quan trọng, kể cả trong trường hợp mẹ sinh mổ. Nếu bạn sinh mổ, bạn có thể bắt đầu cho bé bú ngay khi bạn có thể bế bé. Trong khi chờ đợi, cho bé tiếp xúc với mẹ, tốt nhất là cho tiếp xúc da kề da. Bạn hãy nhờ nhân viên y tế hướng dẫn các tư thế cho con bú thuận tiện nhất. Trong hầu hết các trường hợp, bạn có thể bắt đầu cho con bú ngay trong phòng sinh. Nếu bé sinh ra nhẹ cân nhưng đủ tháng thì bạn có thể cho bé bú ngay. Bé có thể cần bú thường xuyên hơn và có thể dễ buồn ngủ hơn trong khi bú mẹ. Nếu bé sinh thiếu tháng, có thể bé chưa bú mẹ được ngay, nhưng bé có thể uống sữa mẹ được vắt ra. Tất cả các bà mẹ có thể sản sinh đủ sữa cho con bú trong những ngày đầu sau sinh. Trẻ sơ sinh chỉ cần một lượng sữa rất ít trong mỗi gữ bú. Trong ngày đầu tiên, kích thước dạ dày của bé chỉ bằng một quả nho và chỉ chứa được 5-7ml sữa mỗi gữ bú. Cơ thể mẹ có thể dễ dàng sản xuất đủ lượng sữa đó. Cho bé bú thường xuyên và bú ít một giúp tạo cho bé thói quen ăn uống lành mạnh. Dấu hiệu để mẹ biết bé đã bú đủ sữa mẹ là bé đi tiểu màu vàng nhạt 1-2 lần trong ngày đầu tiên. Đến ngày thứ hai, khi sữa về nhiều hơn, bé sẽ đi tiểu 6-8 lần mỗi ngày. Đến ngày thứ ba và thứ tư, bé cần khoảng 22-27ml sữa mỗi cữ bú. Lượng sữa này vừa đủ cho dạ dày của bé, lúc này có kích thước bằng một quả chanh. Đến ngày thứ 10, bé cần bú khoảng 60-80ml sữa mỗi cữ bú. Cơ thể của mẹ có thể sản xuất đủ lượng sữa này vừa với dạ dày của bé, lúc này có kích thước bằng một quả trứng. Trong những ngày đầu, dạ dày trẻ sơ sinh chỉ tiêu hóa được sữa mẹ dễ dàng. Việc cho bé ăn hoặc uống bất cứ thứ gì khác trước khi cho bé bú mẹ có thể tiềm ẩn những nguy cơ có hại cho bé. Những chất này có thể là nước, nước đường, mật ong và sữa công thức. Những thức uống này có thể gây nguy hiểm cho bé vì dạ dày bé không có đủ các enzyme để tiêu hóa những chất này. Bé khó dung nạp thức ăn hoặc bị dị ứng. Bé có thể bị nhiễm trùng. Dạ dày của bé bị lấp đầy, không còn chỗ cho sữa mẹ giàu dinh dưỡng. Mất thời gian hơn để mẹ xuống sữa, làm chậm trễ việc cho bé bú mẹ. Nếu bạn dùng bình bú để cho bé uống sữa bột, bé sẽ không thích bú vú mẹ nữa. Vì bú bình dễ dàng hơn nhiều, khi bé bú mẹ ít đi, sữa mẹ sẽ tiết ra ít hơn. Khi mẹ mang thai 9 tháng, bé đã nhận được tất cả các dưỡng chất bé cần từ cơ thể mẹ. Sau khi sinh, cơ thể mẹ vẫn tiếp tục sản sinh ra nguồn dinh dưỡng tốt nhất cho bé với hàm lượng phù hợp nhất.